Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thời gian vừa qua thì mình có đăng một cái bài lên kênh YouTube, đó là các bạn hãy đặt ra những cái câu hỏi về cuộc sống của mình, tóm lại là về những cái thứ xung quanh của mình ngoài nước hoa ra, để chúng ta có thể tìm hiểu nhau hơn. Và mình cũng nhận được rất nhiều những cái câu hỏi khá là hay ho, nên là mình đã tổng kết lại đây để trong cái video lần này thì mình sẽ trả lời cho các bạn để chúng ta hiểu nhau hơn nha. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Rồi, và mình sẽ nhờ người yêu mình đang ngồi đây để đọc những cái câu hỏi đó lên. Và câu hỏi đầu tiên của bạn gì nhỉ? Nguyễn Nhân chia sẻ về tuổi và nghề nghiệp đi bộ. Chia sẻ về tuổi và nghề nghiệp. Mình thấy câu hỏi này khá là nhiều bạn quan tâm, tại vì nhiều bạn có thắc mắc là không hiểu mình làm nghề gì mà mình lắm nước hoa vậy nếu như mà mình không bán. Thì chia sẻ với các bạn một chút, hiện tại thì mình đang 30 tuổi, mình sinh năm 92. Và công việc hiện tại của mình thì mình đang công tác lực lượng công an nhân dân. Mình trước mình có đăng một cái ảnh vui vui đấy, nhận được khá là nhiều like, hơn 600 hay 700 like gì đó. Còn cụ thể làm ở đâu thì mình xin phép cái này mình sẽ bí mật, tại vì đó là cái yếu tố bảo mật của ngành. Và với khuôn mặt này thì các bạn thấy mình khá là trẻ đúng không? Mình ra đường thì nhiều bạn nghĩ mình tầm 95-96 thôi, nhưng mà thực sự năm nay mình đã 30 tuổi rồi. Rồi, và câu hỏi thứ hai của bạn nào nhỉ? Kai Euphoria. Cơ duyên nào mà đã làm anh nghiện những mùi hương ạ? Trái nước hoa nào có kỷ niệm đáng nhớ nhất? Cơ duyên nào là mình nghiện mùi hương? Thì cách đây khoảng tầm 11 đến 12 năm, vào năm 2010 ấy, thì lúc ấy mình kiểu đại khái là đang tuổi lớn, xong rồi mình muốn kiểu quan tâm đến ngoại hình hơn, muốn nhiều người khác chú ý đến mình hơn, đặc biệt là những bạn nữ giới thời điểm đó như chưa người yêu đó. Đấy là mình cũng mua sắm quần áo này, rồi cũng tìm hiểu đến nước hoa để có thể cải thiện mùi hương của cơ thể. Và mình tìm đến nước hoa, có gia nhập vài nhóm nước hoa này và cũng có tìm hiểu. Nhưng mà ở cái thời điểm đó ấy, thì những người dùng nước hoa ở Việt Nam khá là ít, chủ yếu là những người có tiền ở cái đẳng cấp một cao hơn này. Hay là mình vẫn bị một cái khái niệm đó là những người dùng nước hoa thì chủ yếu là những bạn kiểu hơi kiểu bóng bẩy, bóng lộn ấy, rồi có phần hơi kiểu giới tính thứ ba. Thì đó là quan điểm của mình trước khi mình tiến tới nước hoa. Và chai nước hoa mình mua đầu tiên đó chính là chai CK Euphoria đây. Chai này thì mình mua ở trong Vincom Bà Triệu. Và chai này mình đã dùng hết sạch rồi. Nhưng mà đây lại không phải là chai mà để lại cho mình nhiều cái kỷ niệm và dẫn mình vào con đường mùi hương đâu. Cái chai mà dẫn mình vào con đường mùi hương đó chính là chai Quýt Aventus. Chắc hẳn đây là chai nước hoa mà cũng có rất nhiều bạn nhờ chai nước hoa này mà biết tới đam mê mùi hương nhiều hơn. Thì cái thời điểm mà mình sử dụng chai nước hoa này đó là mình mua một cái vial rất là nhỏ thôi, bé tí này, có hình như có 200 hay sao ấy. Và mình xịt thì mình nhận được rất nhiều những cái lời khen từ phụ huynh đến bạn bè đến kể cả những cái bạn khác giới. Và rồi mình có tìm hiểu qua thì mình thấy rằng là chai nước hoa này nó có rất nhiều best code các kiểu. Và đây cũng là chai nước hoa dẫn mình vào cái con đường đam mê mùi hương. Chàng trai tháng 6, ok, một chàng trai tháng 4. Tại sao anh lại không có ý định kinh doanh nước hoa dù có nhiều kiến thức và đam mê với nó? Ok, đây là một câu hỏi mình nhận được rất nhiều ở trên bình luận YouTube cũng như là những cái inbox. Thì thực sự nói về đam mê thì chắc là cũng sẽ có một tí. Còn nếu mà nói về kiến thức thì thực sự là ở Việt Nam ta chưa có cái trường lớp đào tạo. Còn tất cả những cái kiến thức của những người chơi đều là đi học từ nước ngoài, đọc từ những cái trang web, những cái blog viết về mùi hương, và anh em trao đổi với nhau thôi. Còn cái lý do mà mình không bán thì thực sự là trước đây ấy, thì trong cái khoảng tầm năm 2019 mình có một cái thời gian nho nhỏ bán nước hoa, nhưng tại vì công việc của mình nó khá là bận rộn, giờ rất không ổn định này, rồi việc bán nước hoa nữa, làm vừa làm review vừa làm bán nó rất là tốn thời gian. Đặc biệt là về cái mảng bán nhá, thì các bạn phải ngoài cái việc là bán hàng không thôi thì các bạn còn phải là tư vấn, các bạn phải gói hàng, các bạn ship hàng. Đặc biệt nước hoa này là một cái rất là dễ vỡ, các bạn ship này, các bạn gói rất là cẩn thận, nên là gần như rằng mình không có thời gian nghỉ ngơi trong cái thời việc mình làm ba việc cùng lúc như vậy. Và có cái yếu tố nữa đó là khi mà mình review ấy, mà mình review khi mà mình không phải vướng bận về cái việc bán, mình cứ thích là mình review thì mình sẽ có sao nói vậy. Còn nếu như mà mình vừa bán vừa review thì khi mà nhập nhiều hàng hơn thì bắt buộc mình phải bớt đi một phần nào đó khách quan để có thể đẩy hàng. Thì đấy là cái điều mà mình không thích về cái mảng bán nước hoa này. Nên là trước đây và sau đây thì mình cũng không hề có ý định bán nước hoa, ít nhất là trong vòng một năm tới. Good job. Tuấn Chu.
Em thấy anh năm nay 29 tuổi rồi. Không biết anh và người yêu yêu nhau lâu chưa? Có tính tiến tới hôn nhân không? Có tính tiến tới hôn nhân không? Hết chưa? Hết rồi ạ. Mình và người yêu mình thì như các bạn đã biết cũng xuất hiện trong vài cái video của mình. Thì bọn mình đã yêu nhau được khoảng tầm 1 năm rồi nhỉ? Khoảng gần tầm đấy. Và người yêu mình thì là một người làm toàn bộ những cái thumbnail, những cái liên quan đến cái hình ảnh của mình ở YouTube cũng như là ở Facebook. Còn toàn bộ content, ý tưởng, edit thì là do mình làm. Còn cái mảng hình ảnh thì là do người yêu mình làm. Và hiện tại thì bọn mình yêu nhau một thời gian. Còn cái việc tiến tới hôn nhân kia thì nó là chuyện của tương lai, nó là bí mật. Nói ra lộ hết vẫn đang ngồi đây mà. Câu hỏi cuối cùng nha. Câu hỏi cuối cùng. Dự định trong tương lai của anh kia là gì? Dự định trong tương lai của mình, thực ra mình đang có khá nhiều những cái dự định và những cái mục tiêu để mình đặt ra. Trước mắt thì là sẽ là cái số sắp là 20.000, 50.000 và đạt nút bạc này. Mình còn tính hẳn chỗ để có thể, nếu như mà khi mà mình kênh mình lớn đạt 100.000 sắp, mình có chỗ treo nút bạc rồi cơ, ở trong cái phòng này luôn. Sau này mình sẽ làm cái video giới thiệu sau. Thì ngoài cái việc là chỉ tiêu, mục tiêu về cái phát sắp này ra, thì mình muốn là kênh của mình thì mình làm thêm những cái mảng như là mình mời những cái người xem kênh của mình tại Hà Nội. Nếu bớt dịch đi thì mình sẽ mời đến nhà để có thể trải nghiệm mùi hương, hoặc là các bạn có thể mang những cái mùi hương đấy đến đây để có thể trải nghiệm. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai đó là, như các bạn biết thì một vài video gần đây của mình bắt đầu làm phụ đề. Trước mắt là phụ đề tiếng Việt, để cho những bạn nào ở nước ngoài, các bạn quan tâm hay là bạn search đến kênh của mình thì các bạn có thể thấy rằng là có thể dùng cái phần dịch tự động của YouTube ấy để các bạn xem những cái video của mình. Còn sau này mình muốn kênh của mình nó chuyên nghiệp hơn, nó lớn hơn, để nó ra cái ít nhất là Đông Nam Á hay là sang những cái nước láng giềng, hoặc là ra châu Âu. Và sau này thì mình có một cái nguyện vọng như những cái YouTuber ở nước ngoài làm review ấy, đó là nhận được những cái khoản gọi là tài trợ từ chính các hãng hay là những cái bên thứ ba lớn mà họ làm việc với các hãng để tài trợ như cho những người làm YouTube review như mình. Và khi đó thì mình sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm mới để có thể làm review cũng như là giới thiệu cho các bạn những cái nơi mà các bạn có thể order một cách an tâm, một cách uy tín nhất. Đó là cái mục tiêu của mình. Còn mình có một cái mục tiêu xa hơn mà mình muốn làm, đó chính là mình làm một cái trang web như kiểu Fagandica nhưng mà nó làm cho người Việt bằng tiếng Việt, để là nơi các bạn có thể trao đổi những cái kinh nghiệm, những cái cảm nhận về tất cả những chai nước hoa mới ra mắt nhưng mà toàn bộ bằng tiếng Việt hết, để chúng ta có thể gần nhau hơn. Tại vì hiện tại thì mới chỉ có một cái một hai nhóm ở trên Facebook làm về cái mảng này thôi, nhưng mà mình muốn làm cái mảng web, nhưng mà cái đấy là cái chuyện lâu dài, chúng ta tính đến sau. Ok, và vừa rồi đó là những cái câu hỏi mà mình thấy rằng là nó khá là hay và mình rất là muốn trả lời cho các bạn. Và nhân đây thì mình cũng muốn là rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi, đã ủng hộ mình trong cái thời gian qua, và tiếp tục chúng ta có thể đồng hành với nhau trong rất nhiều những cái video sắp tới, trong những cái mục tiêu mà mình đã đặt ra. Và nếu như các bạn thấy những cái video của mình hay thì đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.